Đẹp quá. Mình ở phòng 3. Vừa vô là thấy cái bồn tắm đẹp thiệt đẹp luôn. Tắm hướng biển luôn. Đây là phòng sunset có thể ngắm hoàng hôn được. Trời ơi, đã quá đã quá. Có bồn tắm ngoài biển luôn. Đi vô thay đồ bơi đi tắm thôi. Đây là chị yêu Jessica Nguyễn. Đây là phòng ngủ. Đáng lẽ đây là mình phải đi với người yêu chứ không phải là đi với bà chị này. Chỗ này đẹp thiệt mà tự nhiên đi với bà chị này. Phải nói là lãng mạn quá.